Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 2, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Lễ dân hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề Quê hương đất nước mùa xuân. Với những thành tích xuất sắc, anh Phan Quang Nhật, đảng viên trẻ của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, nằm trong số hai cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về học tập và làm theo Bác năm 2022. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Vũ, sinh năm 1983, trú tại số 1 Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình thời sự tối nay là cả hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lực lượng vũ trang và các đoàn thể cùng đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tại buổi lễ, đoàn lãnh đạo tỉnh tiến hành thỉnh hồi chuông cầu cho thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc. Trước tượng đài Tổ quốc ghi công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính dâng vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thanh kính trang nghiêm, đoàn đại biểu cũng đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để giành lấy thắng lợi vẻ vang và độc lập tự do cho dân tộc. Những chiến công bất khuất của các anh là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay noi theo để cố gắng xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Sau khi hành lễ tại lễ đài, các đại biểu đã thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ. Sau lễ dâng hương và đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề Quê hương đất nước mùa xuân. Dự lễ dâng hoa và khai mạc triển lãm có các đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Huế và các ban ngành của tỉnh. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam. Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Dâng lên người lặng hoa tươi thắm tưởng nhớ những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trong giờ phút thiêng liêng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng khắc sâu lời dạy của Bác với quyết tâm xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo di nguyện của Người. Sau lễ dân hoa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động với chủ đề Quê hương đất nước mùa xuân. Triển lãm trưng bày trên 80 tác phẩm tranh cổ động của 58 tác giả là giảng viên sinh viên của Trường Đại học Nghệ thuật Đại học Huế. Bằng những tình cảm sâu đậm với quê hương đất nước, với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các tác phẩm tranh cổ động chính là cuốn lịch sử sống động bằng tranh, ghi lại những sự kiện mốc son lịch sử, những vấn đề thời sự của quê hương đất nước, truyền tải những thông điệp ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, cổ vũ, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, tạo niềm tự hào, niềm tin, động lực để xây dựng quê hương đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa thượng Thích Khế Chân, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ Thừa Thiên Huế. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hòa thượng Thích Khế Chân chúc mừng những thành tựu nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được thời gian qua
đồng thời bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các sở ban ngành của tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ bà con nhân dân, các tín đồ trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế. Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, chúc cho tỉnh tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã thông tin tới đoàn về kết quả và những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ tỉnh thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định những kết quả đạt được có sự đóng góp không nhỏ của các dân tộc, tổ chức tôn giáo và từng chức sắc chức việc trên địa bàn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, ban trị sự cùng các tăng ni Phật tử đồng hành ủng hộ cấp ủy chính quyền các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cùng nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự lễ công bố quyết định thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Skyview Huế do Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức vào chiều nay. Đây là chi bộ đảng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại huyện Phong Điền được thành lập. Tại buổi lễ, trưởng ban tổ chức huyện ủy Hồ Tả Thành đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền về việc thành lập chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Skyview Huế trực thuộc Đảng bộ huyện trên cơ sở chuyển sinh hoạt đảng 12 đảng viên của Đảng bộ khối mặt trận đoàn thể huyện hiện đang công tác lao động tại công ty Skyview Huế. Đồng thời chỉ định ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với 3 đồng chí: ông Đặng Văn Vịnh giữ chức bí thư chi bộ, ông Hoàng Ngọc Hảo giữ chức phó bí thư chi bộ công ty Skyview Huế. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ huyện Phong Điền và chi bộ công ty Skyview Huế vừa được thành lập. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Phong Điền tiếp tục nghiên cứu trên cơ sở hình thành chi bộ công ty Skyview Huế là một điển hình tốt cần phải nhân rộng. Ban Thường vụ Huyện ủy cần chỉ đạo các cấp ủy Đảng tạo điều kiện để công ty Skyview Huế xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của chi bộ Đảng phù hợp với điều kiện thực tế trong môi trường sản xuất kinh doanh của công ty nước ngoài. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn giám đốc công ty Skyview Huế tiếp tục hỗ trợ đồng hành với chi bộ. Đối với các đảng viên của chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế của công ty Skyview Huế, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Chiều nay, Thành ủy Huế tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tổng kết có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung đổi mới phương pháp, hình thức, nội dung các hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Đến nay, 99 tổ chức cơ sở Đảng của thành phố Huế với gần 17.000 đảng viên đã hoàn thành và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu rõ những kết quả đạt được, những hạn chế liên quan đến các vấn đề như công tác chính trị tư tưởng, công tác quy hoạch cán bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng kiểm tra giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa cao và hiệu quả triển khai các cuộc vận động, chương trình phong trào chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thiện các tiêu chí để đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo mô hình đô thị di sản đặc thù. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng năm 2022. Trước đó, trong sáng nay, Thành ủy Huế tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên. Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng có Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định. Trong đợt này, có 198 đảng viên được Ban Thường vụ Thành ủy Huế trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 6 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng 75 năm, 4 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng 65 năm, 6 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 60 năm, 37 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 55 năm, 21 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 50 năm, 9 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 45 năm, 55 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 40 năm, 59 đảng viên nhận huy hiệu Đảng 30 năm. Đồng thời, đợt này, Thành ủy Huế sẽ truy tặng huy hiệu Đảng 55 năm cho một đảng viên.
Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Đình ghi nhận và tri ân các đảng viên đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và quê hương. Bí thư Thành ủy mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời tiếp tục dẫn dắt, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy truyền thống của cha ông, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, là những đảng viên trẻ, nguồn nhân lực quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, cần phải có những ý tưởng, sáng kiến làm theo lời Bác gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công việc. Để góp phần thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phụ trách phòng công nghệ thông tin, anh Phan Quang Nhật, một đảng viên trẻ của công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, luôn trăn trở trước yêu cầu này và đã có nhiều sáng kiến ứng dụng mang lại hiệu quả cao cho đơn vị. Với những thành tích xuất sắc, anh Phan Quang Nhật nằm trong số 2 cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên Huế, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về học tập và làm theo Bác năm 2022. Là một người thanh niên thì xung kích dám nghĩ dám làm luôn là cái động lực để cho tôi thực hiện các mọi nhiệm vụ. Thì đầu tiên là phải dám nghĩ, dám đặt mục tiêu, từ đó tìm giải pháp để hoàn thành được mục tiêu, đó là dám làm. Và thứ hai nữa là luôn phải nêu gương tiên phong. Trong mọi công việc thì dù dám nghĩ dám làm nhưng cũng chúng ta cũng phải đi trước, để có trách nhiệm, có ý thức để làm tốt nhất những cái mà nhiệm vụ mà mình được giao. Luôn trăn trở với suy nghĩ làm thế nào để ứng dụng những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành điện, cùng ý chí dám nghĩ dám làm đã giúp Quang Nhật có những sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh giải quyết những khâu đột phá, xử lý tốt các vấn đề tình huống nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, vận hành, điều hành của Điện lực Thừa Thiên Huế nói riêng và ngành điện nói chung. Tiêu biểu như sáng kiến khai thác hiệu quả hơn các thiết bị đã được đầu tư, nâng cao chất lượng vận hành hệ thống hội nghị trực tuyến, đồng thời tiết kiệm chi phí bổ sung camera cho các phòng họp trực tuyến, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng đem lại hiệu quả cao. Không cần phòng thu, cũng không có MC đọc hay dẫn chương trình, thế nhưng các bản tin phục vụ công tác truyền thông của ngành điện vẫn được đều đặn thực hiện. Tối giản quy trình, ứng dụng giải pháp công nghệ số để sản xuất các bản tin hoàn toàn tự động một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Sáng kiến này của anh vừa tiết kiệm chi phí, vừa đổi mới hình thức và hiệu quả trong công tác truyền thông. Quang Nhật cũng là thành viên chủ chốt của một giải pháp mang lại giá trị làm lời từ 500 đến 800 triệu đồng một năm khi góp phần tối ưu hóa chi phí, rút ngắn thời gian gửi những văn bản giữa ngành điện và chính quyền địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, giải pháp hiện Tổng công ty Điện lực miền Trung đang áp dụng này giành giải nhất giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Giải khuyến khích tại hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16. Không chỉ được đánh giá cao về chuyên môn, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Điện lực Thừa Thiên Huế trong nhiệm kỳ vừa qua cũng ghi nhận dấu ấn của thủ lĩnh Phan Quang Nhật. Cùng với các chương trình phong trào thể dục thể thao, văn hóa xã hội, gắn kết đoàn viên thanh niên, nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái cũng được đoàn thanh niên công ty thực hiện. Nổi bật là phong trào ánh sáng nông thôn mới với nhiều công trình khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các bạn đoàn viên trẻ của công ty cũng được tiếp thêm động lực cũng như là cái tinh thần làm việc. Khi được tiếp xúc với đồng chí Phan Quang Nhật thì đối với em được làm việc với đồng chí Nhật là được anh rất là tận tình hướng dẫn cũng như là chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như là trong các hoạt động thanh niên. Là đâu cần thanh niên có, đâu khó thanh niên. Thì trong nhiều năm qua với vai trò vị trí là đảng ủy viên, bí thư chi bộ, bí thư đoàn thanh niên cơ sở và trưởng phòng là công nghệ thông tin, thì đồng chí Phan Quang Nhật luôn thể hiện sự tận tâm, năng động sáng tạo trong công việc để triển khai tổ chức thực hiện thành công nhiều công trình thanh niên, gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị với là các nhiệm vụ của địa phương. Là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2019-2021, chiến sĩ thi đua được Tổng công ty Điện lực miền Trung công nhận năm 2021. Vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Những danh hiệu ghi nhận đồng thời cũng tiếp thêm động lực để Quang Nhật phấn đấu trong chặng đường phía trước. Bởi với anh, trong bối cảnh phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin,
tự bằng lòng với mình cũng đồng nghĩa phải dừng cuộc chơi, và thành công chỉ đến với những người luôn nỗ lực vươn lên và chủ động tạo cơ hội cho mình. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, Hội Đông y, Hội Châm cứu tỉnh phải là nơi quy tụ, tập trung đoàn kết lương y toàn tỉnh, tập trung lực lượng, hội tụ sức mạnh, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần nâng cao vị thế Đông y Việt Nam, là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với Hội Đông y, Hội Châm cứu tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng nay. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Hội Đông y đã phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện kế hoạch chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền của tỉnh, vận động cán bộ hội viên phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, tăng cường công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, xã hội hóa nên đã có nhiều trạm y tế có phòng chẩn trị y học cổ truyền, nhiều trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, đạt tiêu chuẩn xã tiên tiến về y học cổ truyền. Công tác xây dựng phát triển hội đã phủ kín đơn vị hội cấp huyện trên toàn tỉnh, xây dựng thêm nhiều chi hội trực thuộc ở các phòng chẩn trị hay cơ sở y tế công lập. Hội có trọng công tác bồi dưỡng để cập nhật kiến thức cho cán bộ hội viên và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến tham gia từ phía lãnh đạo Sở Y tế, Sở Nội vụ và các thành viên ban chấp hành Hội Đông y tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh và các hội cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc phát triển Đông y Huế trong giai đoạn hiện nay cần triển khai đồng bộ tại các cấp hội. Hội phải là nơi quy tụ, tập trung đoàn kết lương y toàn tỉnh, tập trung lực lượng, hội tụ sức mạnh, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, góp phần nâng cao vị thế Đông y Việt Nam. Hội cần có kế hoạch, phương hướng phát triển, có chương trình, quy chế làm việc cụ thể, nâng cao vai trò của ban chấp hành hội và có chiến lược phát huy, nâng cao giá trị, tăng cường nghiên cứu đào tạo chuyên nghề, tăng cường nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tối đa cho các cơ sở Đông y tôn giáo, nghiên cứu mô hình thái y viện và có chiến lược phát triển một cách toàn diện. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 1 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự và chủ trì cuộc họp có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phan Quỳ Phương. Trong tháng 1 năm 2023, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân thiết thực hiệu quả. Trong dịp Tết đã có gần 195.000 suất quà với tổng trị giá hơn 72 tỷ đồng được chuyển đến cho các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều được đón Tết vui tươi đầm ấm. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong tháng 1, khách du lịch ước đạt 240.000 lượt, gấp 9 lần so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 74.000 lượt, tăng hơn 51 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 639 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 1,01% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 ước giảm 8,57% so với cùng kỳ. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2023, đã gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 là 27.202 ha trên 28.105 ha. Còn lại khoảng 903 ha sẽ gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 2 năm 2023. Tại phiên họp, đại diện các sở ngành địa phương cũng đã nêu lên các vấn đề tồn tại cần xử lý trong năm 2023. Trước mắt là vấn đề tiêu úng, khắc phục thiệt hại lúa vụ đông xuân tại các huyện Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Trà, việc triển khai các dự án trọng điểm, các đề án quan trọng để thực hiện nghị quyết 54, vân vân. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở ngành địa phương cần ra soát các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thực hiện các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, triển khai kế hoạch thực hiện Festival Huế 2023. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trong tâm là cơ cấu lại các ngành kinh tế nông nghiệp, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đã đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn cũng như kinh tế dịch vụ có tiềm năng để tạo đột phá mới, mang lại hiệu quả cao cho người dân. Gia đình ông Trương Ngọc An là một cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng keo tràm sang cây ăn quả như ổi, bưởi. Sau hơn 4 năm thử nghiệm, đến nay đã mang lại lợi ích kinh tế, ổn định công việc và giảm chi phí chăm sóc mỗi năm. Từ đó, nhiều gia đình trên địa bàn đã mạnh dạn chuyển đổi, xây dựng mô hình vườn cây ăn trái có quy mô. Trong quá trình phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, các hộ dân đã mạnh dạn đầu tư khá đồng bộ từ hệ thống tưới nước, phun sương đến kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, việc chuyển đổi này đã khẳng định hướng đi đúng khi tạo được nguồn thu nhập ổn định. Với gia đình ông Trương Ngọc Anh, 920 gốc bưởi da xanh, bình quân mỗi cây cho 3 tạ trái thì thu nhập hàng năm cao hơn nhiều lần so với trồng keo tràm.
đổi mới của cái vùng đất này từ khi qua đây lại để làm cho bộ mặt của xã Bến Thành mà nói chung, thì các cái mô hình đấy hội cựu chiến binh chúng tôi phát triển rất nhiều. Giống với bản thân tôi là mới 920 cây bưởi thanh trà, thì nói chung cái vùng đổi mới này rất huy vọng. Vì hiện nay là chăm sóc cái vườn bưởi da xanh, thì nói chung trong thu nhập năm thứ ba là được 7 tạ 20 kg. Về cái đời sống của gia đình và kinh tế phát triển rất nhiều, thì ở khu này là đất rất tốt. Bên cạnh xây dựng mô hình kinh tế vườn thì Bình Thành còn thực hiện chuyển dịch mô hình kinh doanh dịch vụ. Qua cả mô hình kinh tế, thu nhập bình quân của người dân ở đây đạt 46 triệu đồng mỗi năm. Với lợi thế có sông suối, khe thác, cảnh quan đẹp như thác Chìn Chàng, khe đầy, sông Hữu Trạch, địa phương đã kêu gọi thu hút đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng với quy mô 150 hectare kéo dài từ cầu Treo Bình Thành đến xã Hương Thọ. Một số hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch trải nghiệm và kỹ năng sống cho học sinh, tạo sân chơi bổ ích và thu hút du khách đến đây, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Sinh ra và lớn lên tại đây thì tôi cũng muốn là đưa cái hoạt động du lịch, hoạt động dịch vụ vào để mở mang thêm cái khu vực Cung Gò Đôi này, thay vì là mình sẽ đi xa để mà có thể tiêu khiển thì mình có thể là mở rộng ở đây để mà có thể tạo thêm nguồn thu nhập kể cả cho người dân và cho những người lao công ở đây nữa. Thì từ đó thì cũng muốn cho cái khu vực, đặc biệt là khu vực Bình Thành bên đây, vì thực khu vực Bình Thành bên đây thì hiện tại du lịch vẫn chưa có cái gì đó là nổi trội, thì cũng muốn qua cái vườn của mình để tạo một cái điểm nhấn vừa có hệ sinh thái, vừa có hệ nghỉ dưỡng, vừa có hoạt động du lịch và kèm thêm luôn là hoạt động giáo dục, mà đặc biệt là giáo dục trải nghiệm và giáo dục kỹ năng sống. Từ cái vùng đất là khó khăn của địa phương thì đến hôm nay thì cây ăn quả đã cho trái và có cái thu nhập cho bà con. Hiện nay những cái mô hình này thì là nhân dân cũng đang tiếp tục để mở rộng thêm các cái mô hình như cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả. Thu nhập bình quân đầu người thì đã trên 46 triệu. Hiện nay thì đã có cái quy hoạch cái khu là công nghiệp ở cụm Tân Thọ và cũng đang đầu tư để là mở rộng cái khu sinh thái khe đầy, điện, đường và tất cả cái này đã vào nơi. Chuyển dịch sản xuất kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên là hướng đi mà xã Bình Thành hướng đến, đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Hướng đi này được địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới để góp phần xây dựng bộ mặt của đô thị vùng Gò Đồi phía Tây thành phố Huế. Ngày 3 tháng 2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Quang Vũ, sinh năm 1983, trú tại số 1 Chu Văn An, phường Phú Hội, thành phố Huế, về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, ngày 20 tháng 12 năm 2021, đối tượng Lê Quang Vũ thuê xe ô tô Fortuner của anh Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1990, trú tại 19 Ỉa Kiêu, phường Thuận Hòa, để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 21 tháng 12 năm 2021, Vũ đưa xe đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ Sơn Hoàng do anh Võ Văn Sơn Hoàng, sinh năm 1981, trú tại 19 Thái Phiên, phường Tây Lộc làm chủ, với số tiền 4 tỷ đồng, rồi đem số tiền này đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.